Bản tin trưa ngày 12 tháng 7. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị một ngày đầu tuần công việc nhiều thuận lợi và cùng theo dõi bản tin trưa của Khỏe tự nhiên. Ngay sau đây sẽ là những tin đáng chú ý, kính mời quý vị cùng theo dõi. Tin tại Việt Nam. Sáng ngày 12 tháng 7, Việt Nam có thêm 662 ca nhiễm Covid-19, 3 ca tử vong mới. Phong tỏa nhiều điểm trên phố trung tâm Hà Nội liên quan đến ca dương tính mới. Hưng Yên kiểm soát lái xe đường dài người về từ các vùng có dịch. Ngày 11 tháng 7, Khánh Hòa có thêm 42 ca COVID-19, phong tỏa 64 điểm. Cần thơ cách ly quận Ninh Kiều và Cái Răng theo chỉ thị 16. Khởi tố hai anh em chống người thi hành công vụ trong dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin thế giới, 21 quốc gia lên án việc Hồng Kông chấn áp tờ Apple Daily. Nhật Bản thúc đẩy bảo vệ nhân quyền để đối phó với lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Tổng thống Biden ký xác lệnh nhắm vào các đại gia công nghệ. Cụ bà ở Bỉ tử vong khi nhiễm cùng lúc hai biến thể virus Vũ Hán. Hàng trăm nhân viên y tế Thái Lan nhiễm Covid-19 dù đã tiêm vaccine Sinovac. Và sau đây là thông tin chi tiết. Trước hết mời quý vị đến với những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay ngày 12 tháng 7, Việt Nam có thêm 662 ca nhiễm COVID-19, trong đó tổng số đã vượt mức 30.000 ca. Đây là số ca nhiễm mà Bộ Y tế chính thức ghi nhận tính từ thời điểm 19 giờ ngày 11 tháng 7 đến 6 giờ ngày 12 tháng 7, trong đó có 3 ca nhập cảnh và đã được cách ly tại Vĩnh Long và An Giang. Trong số 659 ca nhiễm trong cộng đồng, nhiều nhất vẫn là tại thành phố Hồ Chí Minh 544 ca, tiếp theo là tại Tiền Giang với 43 ca và một số ca nhiễm tại các tỉnh thành khác. Liên quan đến các trường hợp tử vong do dịch bệnh vào ngày 11 tháng 7, Bộ Y tế thông báo thêm 7 ca tử vong mới, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh có 2 ca và Đồng Tháp 5 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam đã lên đến 119 trường hợp tính từ đầu mùa dịch đến nay, 84 ca trong đợt dịch thứ tư. 3 trường hợp tử vong mới nhất ở Đồng Tháp đều là người có bệnh lý nền, tuổi từ 43 đến 59 tuổi. Nhiều tỉnh thành vẫn đang tiếp tục phát hiện các ca nhiễm và chuỗi lây nhiễm mới, do đó liên tục có thêm các địa điểm bị phong tỏa. Vào chiều ngày hôm qua ngày 11 tháng 7, Hà Nội đã khử khuẩn phong tỏa các phố Bùi Thị Xuân, Tô Hiến Thành, Nguyễn Công Chứ. Những khu phố này có liên quan đến các ca F0 mới được CDC Hà Nội công bố. Cụ thể, tại phố Bùi Thị Xuân, phong tỏa các số nhà 23, 75 đến 77 và 89. Một quán ăn tại phố Tô Hiến Thành bị phong tỏa vì có ca F0 mới ăn tại đây. Số 117 phố Nguyễn Công Trứ cũng bị phong tỏa. Tại Hương Yên kiểm soát lái xe đường dài, người về từ các vùng có dịch. Bắt đầu từ 0 giờ ngày mai ngày 13 tháng 7, tỉnh Hương Yên thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với các lái xe đường dài. Người từ các tỉnh phía Nam hoặc vùng có dịch về tỉnh cũng phải cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và tự trả phí các loại. Trong 3 ngày qua có hơn 600 người từ miền Nam và các vùng có dịch đã về Hưng Yên. Trước đó vào ngày 10 tháng 7, tỉnh đã phát hiện ca nhiễm COVID-19 là lái xe Bắc Nam ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ về địa phương. Cũng trong ngày 11 tháng 7, Khánh Hòa có thêm 42 ca COVID-19, phong tỏa 64 điểm. Theo báo Sức khỏe và Đời sống, từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 11 tháng 7, tỉnh Khánh Hòa có thêm 42 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 277 ca. Trong đó, thành phố Nha Trang có 10 ca, thị xã Ninh Hòa 28 ca, huyện Vạn Ninh 3 ca và huyện Cam Lâm 1 ca. Tính đến chiều ngày 11 tháng 7, toàn tỉnh Khánh Hòa có 64 điểm phong tỏa. Trước đó vào ngày 9 tháng 7, Khánh Hòa đã áp dụng cách ly chỉ thị 16 đối với thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Tại Cần Thơ, cách ly quận Ninh Kiều và Cái Răng theo chỉ thị 16 Theo Express quận Ninh Kiều và Cái Răng ở Cần Thơ sẽ phải cách ly theo chỉ thị 16 trong 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay ngày 12 tháng 7. 7 quận huyện còn lại sẽ áp dụng theo chỉ thị 15. Quyết định trên được đưa ra sau khi Cần Thơ phát hiện 7 ca nhiễm COVID-19. Hơn 400.000 dân ở hai quận nói trên phải tuân thủ chỉ thị 16 với nguyên tắc cách ly đến từng hộ gia đình và mọi người phải giãn cách 2 mét ở nơi công cộng. Trước đó vào ngày 10 tháng 7, Cần Thơ phong tỏa một phần chợ Tân An ở quận Ninh Kiều với 266 hộ sau khi phát hiện nữ tiểu thương 64 tuổi dương tính với Covid-19 chưa rõ nguồn lây. 749 người tại chợ này đã phải xét nghiệm Covid-19 và đang chờ kết quả. Tiếp theo, khởi tố hai anh em chống người thi hành công vụ trong dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào tối ngày hôm qua, ngày 11 tháng 7, công an Bình Tân đã khởi tố và bắt tạm giam hai anh em vì đã chống đối tổ liên ngành phòng chống dịch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 9 tháng 7. Các bị can là hai anh em sinh năm 1979 và 1981, cùng ở tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại quận Bình Tân. Đồng thời, công an cũng đang điều tra hai người con của người anh cùng với tội danh chống người thi hành công vụ. Trước đó vào sáng ngày 10 tháng 7 tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân đã xảy ra một vụ cãi lớn tiếng, giằng co, xô xát giữa hai nhóm người. Trong đó một nhóm là bảo vệ dân phố, nhóm kia đi xe máy kéo rơ móc chở hàng. Công an Bình Tân sau đó đã xác minh được hai người chống người thi hành công vụ là hai anh em như vừa đưa tin. Tiếp theo mời quý vị chuyển qua phần tin thế giới. 21 quốc gia lên án việc Hồng Kông chấn áp tờ Apple Daily. Vào ngày 10 tháng 7, Liên minh tự do truyền thông bao gồm 21 quốc gia đã ra tuyên bố chung lên án việc sử dụng luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt ở Hồng Kông để đóng cửa tờ báo Apple Daily và bắt giữ chủ sở hữu ông Lê Chí Anh cùng các nhân viên của tòa báo. Tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ Việc sử dụng luật an ninh quốc gia để chấn áp báo chí là một bước đi nghiêm trọng và tiêu cực, làm suy yếu mức độ tự trị cao của Hồng Kông cũng như các quyền và tự do của người dân Hồng Kông như được quy định trong luật cơ bản Hồng Kông và tuyên bố chung Trung Anh. Chưa quan ngại rằng Hồng Kông có thể đưa ra luật mới nhằm loại bỏ sự giám sát và phê bình của báo giới đối với các chính sách và hành động của chính phủ, tuyên bố đã nêu rõ kêu gọi chính quyền của Hồng Kông và Trung Quốc cần tôn trọng và duy trì quyền tự do báo chí. Tờ Apple Daily đã bị buộc phải ngừng xuất bản kể từ ngày 24 tháng 6 sau khi tài khoản ngân hàng bị đóng băng và các biên tập viên hàng đầu bị bắt với cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Sự việc này được cho là không nằm ngoài những lo lắng từ trước đó của giới quan sát Cũng liên quan đến sự bóp nghẹt của Bắc Kinh đối với tự do ở Hồng Kông, nhóm ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã cắt giảm nhân sự Ngày 10 tháng 7, Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc, một trong những tổ chức ủng hộ dân chủ lớn nhất ở Hồng Kông cho biết, việc sa thải các nhân viên là để đảm bảo an toàn cho họ. 7 trong số 14 thành viên của ban chỉ đạo cũng đã từ chức khi đối mặt với những rủi ro chính trị và pháp lý ngày càng tăng. Trong số 7 thành viên còn lại thì có 3 người hiện đang ở trong tù vì các hoạt động liên quan đến biểu tình. Liên minh đã 32 tuổi này cho rằng những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của họ, nhưng họ cam kết bất kể khó khăn hoặc thách thức nào mà chúng tôi phải đối mặt, Liên minh sẽ tiếp tục nghiến răng và tiến từng bước một. Liên minh này được biết đến nhiều nhất với hoạt động tổ chức cuộc meeting hàng năm và thắp nến tưởng nhớ những người thiệt mạng trong cuộc đàn áp năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn. Cũng liên quan đến vấn đề nhân quyền Trung Quốc, Nhật Bản đã có động thái đối phó với lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Theo trang DK, ngành công nghiệp dệt may Nhật Bản sẽ làm việc với chính phủ để sàng lọc lao động cưỡng bức và các hành vi vi phạm nhân quyền khác trong chuỗi cung ứng. Theo đó, trong một báo cáo công bố vào ngày 12 tháng 7, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này sẽ kêu gọi ngành dệt may đưa ra các hướng dẫn để xử lý tận gốc các vi phạm nhân quyền. Liên đoàn Dệt may Nhật Bản sẽ phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế để soạn thảo hướng dẫn vào năm tới. Các điều khoản đánh giá vi phạm nhân quyền tiềm ẩn liên quan đến giờ làm việc và tiền lương, việc sử dụng lao động trẻ em sẽ được đưa vào hướng dẫn để giúp các công ty giám sát các nhà cung cấp. Lạm dụng và thảm sát người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc là một vấn đề được các cá nhân và tổ chức quan tâm tới nhân quyền chú ý trong thời gian qua. Vào hồi tháng 6 vừa rồi, nhóm G7 đã tỏ ra quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức trong ngành may mặc tại đây nhiều công ty may của phương Tây đã từ chối sử dụng nguyên liệu bông của Tân Cương vì cáo buộc này. Tiếp theo, Tổng thống Biden ký xác lệnh nhắm vào các đại gia công nghệ. Theo Reuters, The mới đây Tổng thống Biden đã ký một xác lệnh nhằm thúc đẩy cạnh tranh và chống tình trạng độc quyền đến từ những tập đoàn khổng lồ. Xác lệnh chống độc quyền bao gồm 72 điều khoản cụ thể ở nhiều lĩnh vực và đặc biệt là nhắm thẳng vào ngành công nghiệp Internet. Ông Biden nói tại lễ ký kết rằng, không còn dung thứ cho những hành động lạm dụng của các công ty độc quyền, không còn những vụ sát nhập tồi tệ dẫn đến việc sa thải hàng loạt, mức giá cao hơn và ít lựa chọn hơn cho người lao động cũng như người tiêu dùng. Tổng thống Biden kêu gọi khôi phục tính bình đẳng trong lĩnh vực mạng Internet, xác lệnh khuyến khích Ủy ban Thương mại Liên bang FTC điều chỉnh các nền tảng công nghệ lớn bằng cách thiết lập các quy tắc giám sát và thu thập dữ liệu của những công ty lớn. Ông Biden cũng yêu cầu FTC tìm cách thúc đẩy đưa Internet băng thông rộng, chất lượng cao đến người dùng với giá phải chăng. Hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ Cuba Vào đêm ngày 11 tháng 7 và sáng ngày 12 tháng 7, theo giờ Việt Nam, hàng nghìn người Cuba đã tuần hành qua thị trấn thuộc thủ đô Havana và hô vang, chúng tôi muốn tự do. Một số người khác thì hô vang rằng, chúng tôi không sợ đâu, Cuba không phải là của chính phủ. Theo các đoạn video được đăng tải trên mạng, thì Tổng thống đương nhiệm đã xuất hiện tại cuộc biểu tình này. Cuba được cho là rơi vào tình trạng mất Internet trong vài giờ qua. Sự phấn nộ xã hội đã bị đẩy lên cao bởi việc người dân phải xếp hàng dài để chờ thức ăn và thiếu dược phẩm nghiêm trọng kể từ sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã hoành hành. Cũng trong ngày 11 tháng 7, Cuba đã ghi nhận kỷ lục mới về số người dương tính và tử vong hàng ngày với 6.923 trường hợp nhiễm và 47 ca tử vong. Từ phía chính phủ Cuba, ông Ernesto Soberon, một quan chức ngoại giao đã tố cáo chiến dịch này đã tạo ra một cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn trong đất nước mà không tương ứng với tình hình. Hàng nghìn người sơ tán khỏi Tứ Xuyên vì lũ lụt, mưa chưa có dấu hiệu ngừng. Cũng theo Reuters vào ngày 11 tháng 7 đưa tin, mưa lớn và lũ lụt đã buộc hơn 4.600 người phải sơ tán khỏi Tứ Xuyên. Mưa sốt xả kể từ hôm ngày thứ Sáu đã làm tăng mực nước ở 14 con sông, cuốn trôi tàu thuyền và cầu cống, ảnh hưởng tới hơn 120.000 người, gây thiệt hại hơn 176 triệu nhân dân tệ, khiến cho khoảng 27.000 ngôi nhà ở Ba Trung, Tứ Xuyên mất điện. Tại tỉnh Hà Bắc giáp với Bắc Kinh, mưa lớn và rông báo cũng đã khiến cho các máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh xuống sân bay Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh. Theo dự báo, những trận mưa như chút nước sẽ còn tiếp tục kéo dài. Tiếp theo mời quý vị chuyển sang một số tin tức về dịch Covid-19 trên thế giới. Cụ bà ở Bỉ tử vong khi nhiễm cùng lúc hai biến thể virus Vũ Hán. Vào ngày 11 tháng 7, các nhà khoa học Bỉ đã thông báo về trường hợp một cụ bà 90 tuổi ở nước này tử vong sau khi nhiễm cùng lúc hai biến thể alpha và beta của virus Vũ Hán. Theo nhà sinh học phân tử Annie van Kerbergen, thì đây là một trong những trường hợp đầu tiên ghi nhận đồng nhiễm hai biến thể virus corona. Cụ bà chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19, sống một mình và được điều dưỡng chăm sóc y tế tại nhà. Nữ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính hồi tháng 3 vừa qua sau khi phải nhập viện do bị ngã. Sức khỏe của cụ xấu đi nhanh chóng và cụ đã không qua khỏi 5 ngày sau đó. Theo tiến sĩ Van Kerbergen thì rất khó để nói liệu việc đồng nhiễm hai biến thể có đóng một vai trò nào đó khiến cho tình trạng của bệnh nhân xấu đi nhanh chóng hay không. Trước đó, Brazil cũng đã báo cáo hai ca đồng nhiễm hai biến thể khác nhau của virus corona hàng trăm nhân viên y tế Thái Lan nhiễm COVID-19 dù đã tiêm vaccine Sinovac. Vào ngày 11 tháng 7, Bộ Y tế Thái Lan cho biết hơn 618 nhân viên y tế được tiêm hai liều vaccine Sinovac đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Hiện một y tá đã tử vong và một nhân viên y tế khác đang trong tình trạng nguy kịch. Từ tháng 2 tới nay, 677.348 nhân viên y tế nước này đã được tiêm hai liều vaccine Sinovac. Một chuyên gia đã khuyến nghị tiêm thêm liều thứ ba. Ông nói, đây sẽ là một loại vaccine khác hoặc vaccine vector virus AstraZeneca hoặc một loại vaccine RNA thông tin mà Thái Lan sẽ nhận được trong thời gian tới. Trước đó, vào giữa tháng 6 năm nay, Indonesia cũng đã ghi nhận 350 bác sĩ và nhân viên y tế nhiễm viêm phổi Vũ Hán dù đã tiêm vaccine Sinovac. Thứ 6 tuần trước, ngày 9 tháng 7, Indonesia cũng đã tuyên bố sẽ tiêm bổ sung một liều Moderna cho các nhân viên y tế. Cũng liên quan đến Thái Lan, theo trang tin CNA thì có 13 thí sinh Hoa hậu và 9 người khác tại một cuộc thi Hoa hậu tổ chức tại Bangkok, Thái Lan hồi cuối tháng 6 vừa rồi đã dương tính với virus Vũ Hán. Ban tổ chức cuộc thi đã được cấp phép tổ chức sự kiện cấp địa phương này với yêu cầu tuân thủ 20 quy định cụ thể, trong đó có đeo khẩu trang bắt buộc. Tuy nhiên, các bức ảnh của cuộc thi cho thấy các thí sinh lọt vào vòng trong không đeo khẩu trang và không giãn cách xã hội. Cảnh sát cho biết, cả ban tổ chức và những người tham dự cuộc thi sẽ bị điều tra và có thể bị truy tố hình sự. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa của Khỏe Tự nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối hôm nay.